Các bạn thân mến, trong video này, mình xin chia sẻ đến các bạn về cách chọn thời điểm, nhấn phím cách cho từng tình huống một cách dễ hiểu mà có độ chính xác rất cao nhằm giúp các bạn dễ dàng vượt qua đề thi cho dù bạn gặp phải những tình huống khó xác định thời điểm nhấn phím cách nhất. Hôm nay, chúng ta thực hành 29 tình huống trong chương 1, Giao thông trong đô thị. Trước khi đi vào thực hành, mình mời các bạn làm quen với các tên gọi vắng tắt các vị trí cần quan sát ở trên xe cùng một số vấn đề cần lưu ý quan trọng khác để quá trình thực hiện được thuận tiện hơn nhé vị trí này gọi là cột a đường biên dọc bên trái màn hình gọi tắt là cạnh trái đường biên dọc bên phải màn hình gọi tắt là cạnh phải đường biên ngang giữa chân kính trước với táp lô xe, gọi tắt là cạnh dưới. Đường biên ngang, phía trên kính trước với mui xe, gọi tắt là cạnh trên. Ngoài ra, còn có những vị trí quen thuộc khác như gương chiếu hậu, gương cầu lồi, khoảng trống phía trước lái xe, mong các bạn chú ý theo dõi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. nhấn phím cách khi cột A che khuất một phần hai đầu xe tải. Xin lưu ý các bạn rằng, thời điểm chọn để nhấn phím cách trong vòng tròn màu đỏ là thời điểm chính xác ngay trung tâm thang 5 điểm để làm căn cứ chứ không phải là thời điểm bắt buộc, bởi cho dù bạn có nhấn sớm hơn hoặc trễ hơn trong một thời khắc nhất định nào đó thì bạn vẫn đạt được 5 điểm. Mong các bạn cứ bình tĩnh và yên tâm thực hành ôn luyện để đạt được thành quả cao nhất. Nhấn phím cách, khi người đi bộ đến giữa giải phân cách. nhấn phím cách khi cột a ở ngay giữa xe con màu đen nhấn phím cách khi vạch đi bộ ngoài cùng bên phải vừa chạm cạnh dưới nhấn phím cách khi hai bảng màu đỏ tạo thành một góc vuông nhấn phím cách khi bánh trước xe buýt vừa cán vạch vàng nhấn phím cách khi cạnh dưới vừa chạm bánh sau bên phải xe con đỏ Nhấn phím cách, khi cạnh dưới sắp che khuất các vạch đi bộ phía trước, nhấn phím cách khi góc kính bên trái xe con xanh vừa chạm cạnh trái nhấn phím cách khi cạnh dưới che khuất đến một phần hai vạch đi bộ ngoài cùng bên phải nhấn phím cách khi cột đèn thứ hai vừa khuất vào cạnh phải nhấn phím cách khi đèn xi nhan bên trái xe máy vừa khuất vào cột A nhấn phím cách khi cạnh phải vừa chạm đuôi xe đen phía trước nhấn phím cách khi cạnh dưới vừa chạm bóng cây thấp dưới mặt đường nhấn phím cách khi đèn thắng xe tải bật sáng hoặc khi bánh trước bên trái xe con đỏ khuất vào cột a nhấn phím cách khi bánh trước xe con đỏ sắp chạm cột a nhấn phím cách khi vũng nước dưới lề đường vừa chạm nắp capo xe nhấn phím cách khi người đi bộ cạnh gốc cây vừa chạm cột a Nhấn phím cách, khi cạnh dưới vừa che khuất đèn hậu xe taxi xanh. nhấn phím cách khi bánh sau xe con đỏ ngay góc cột a và cạnh dưới nhấn phím cách khi cột a che khuất một phần hai đầu xe buýt nhấn phím cách khi thấy rõ xe 16 chỗ xuất hiện từ giao lộ bên phải nhấn phím cách khi cột a vừa che khuất đèn bên trái của xe tải nhấn phím cách khi cột a vừa chạm chân trụ đèn đường nhấn phím cách. Khi cạnh dưới vừa chạm, bánh sau bên trái xe con trắng. nhấn phím cách. Khi góc sáng trên hai tòa nhà, sắp khuất vào góc cạnh trên. nhấn phím cách. Khi bản hiệu màu vàng, vừa chạm cạnh phải. Nhấn phím cách. Khi đèn thắng xe con bật sáng, hoặc khi thân cây trước tòa nhà vừa chạm cạnh trái. Tình huống 28 và 29 là giống nhau. nhấn phím cách. Khi đèn thắng xe con bật sáng, hoặc khi thân cây trước tòa nhà vừa chạm cạnh trái. Tình huống 28 và 29 là giống nhau.